Good morning Việt Nam. Bây giờ Việt Nam là bây giờ là 3 giờ rưỡi sáng. Ở Việt Nam thì ở Mỹ bây giờ là gần 1 giờ rưỡi trưa. Thì mình xin chào quý vị khán giả trong nước và ngoài nước an tâm và an lạc. Hôm nay là ngày Chủ nhật 14 tây tháng 11 năm 2022. Xuống biển xin chào quý vị, cùng xuống biển đi làm. À, chúng ta cùng coi cái anh bạn hôm bị vô gia cư không có nhà cửa ở, đang ngồi ở cái góc cạnh bên đó, cả nhà thấy không? Ở Mỹ nó cũng có nhiều mình khổ, người ta còn khổ hơn mình nữa. Đây mình sẽ quay cái cây này cho cả nhà coi. Đây cái cây này nè, nó rất là có cái bông nha cả nhà, bông nó rất là đẹp nha. Nó sống vào mùa đông, nó có trái nè, có trái nó như trái nho vậy đó. Đó thì xuống biển, mà cả nhà cùng xuống biển đi làm và chúng ta sẽ tâm sự những cái chuyện mà lùm xùm ở Việt Nam từ bữa giờ nha cả nhà. Đó, bây giờ mời cả nhà cùng xuống biển đi, đi vừa đi vừa mình nói chuyện ha. Ngày Chủ nhật thì xe nó không có bằng ngày thường thì xe nó đi làm nó ấy hơn. Cả nhà ơi, hôm nay mấy cái cây của chúng ta ở Mỹ lạnh quá, nó héo lá hết, nó khô hết rồi cả nhà. Chúng ta hẹn lại những cái mùa đông, mùa hè tới thì bây giờ chúng ta cùng nhau tâm sự những cái chuyện mà lùm xùm cái cô Thị Quen nha cả nhà. Cái cô bé Thị Quen ở Trà Vinh á, tập này là tập thứ năm. Con sóng biển sẽ làm cập nhật hàng ngày cho cả nhà xem, coi những cái nào phải, cái nào quấy, những cái sai trái cả nhà cùng chúng ta bình luận nha cả nhà. Mình thấy á, cái cô này á làm những cái chuyện không đâu lại đâu, những cái chuyện á trái đạo lý, và cái đó là sóng biển đã thường nói với cả nhà rồi, đúng không? Nhưng mà một điều nữa đó, cổ không có nghĩ là cổ làm như thế. Bữa nay cái này nó đem lại đây, nó làm cái cống nè cả nhà, tại cái cống nước ở đây á, mấy bữa vừa nay nó ngập á, bây giờ nó đem cái cống khổng lồ ra đây nó để rồi nè cả nhà, cũng nhà thấy khủng khiếp không? Wow, nó để làm không thôi là nước tràn á, nó ngập. Con biển sẽ quay những cái cây còn ở xa ấy lại cho cả nhà coi. Đó. Đây là những cái cây không, rồi sẽ sống trong cái mùa đông này. Cả nhà thấy không? Những cái cây không là cái này, những cái nó chống đúng những cái ngày mùa đông gió lạnh. Đó. Thì chúng ta nói ra thì mọi người á không có nghĩ là cái điều này á là đúng. Có nhiều người lên, có nhiều không hiểu được cái Phật pháp, không hiểu được cái xã hội này như thế nào. Họ lên là, bây giờ cũng có nhiều người bên cổ, có nhiều người còn đang u muội, có nhiều người còn đang phiền nàn. Những người mà ấp góp ý để cho bớt cái nghiệp của cổ mà người ta không có chấp nhận được. Tại sao sóng biển làm những cái điều này? Sóng biển không phải là muốn ăn câu bia hay là câu like gì, không có. Nhưng sóng biển muốn nói đó, mình còn nhỏ thì mình làm những cái chuyện cho đúng cái đạo lý con người, đúng cái tâm mình, đúng cái thật lòng mình. Đừng có làm những cái điều mà trái cái lương tâm. Hôm nay sóng biển nói thẳng luôn, rồi những cái người mà YouTube mà dở con Thị Quen này đi vay từ hồi đó tới giờ, bây giờ nó coi cái con Thị Quen này như một món hàng, một cái nhân vật để cho nó kiếm tiền, đúng không? Nó là một cái nhân vật để cho nó kiếm tiền, một cái nhân vật để cho nó đào tạo ra để nó kiếm tiền mạnh thường quân ở trên mạng xã hội đó. Những cái thằng YouTube như là những cái thằng YouTube đồng cô khỏi cháy, những cái thằng YouTube mà hả thủy mũi không sạch, những thằng YouTube vô đạo lý con người, những thằng YouTube á,
để mà lấy được đồng tiền của mạnh thường quân á, những cái thằng YouTube, những thằng thằng tồi, một cái con sâu mà làm cả cái nồi canh của trên mạng xã hội, không làm cái gì làm mình phải có một cái lương tâm một chút, mình có một cái đạo đức một chút xíu, chứ không phải là mình đem một cái con vật đó ra, đem một cái con mồi đó ra để mình câu view câu like, để mình lấy cái đồng tiền của mạnh thường quân mình sống, thấy không? Làm cái gì làm mình phải có cái lương tâm một chút xíu, cứ đừng có đem một cái dân vật, một cái con mồi, một cái con cái con mồi để mình câu con cá, mình câu không có đúng chỗ, câu đúng chỗ thì không ai nói gì, mình câu cá không đúng chỗ tại sao cái câu có cá không đúng chỗ là mình đem có con cá đó ra mà đụng chạm tới mọi người, đụng chạm tới Phật pháp, đụng chạm tới quy luật, đụng chạm tới chính quyền, thấy không? Nhà Phật người ta nói á, mình làm cái gì làm, mình làm cái gì mình nên làm, cái gì nên làm, cái gì không nên làm, đúng không? Với thí dụ như Phật mà có nhập vô cái câu chuyện của anh này đi nữa đó, thì mà các nhà sư, các sư cô, sư thầy chắc quỳ lọn đường, quỳ dài hết ở nước Việt Nam rồi, đúng không? Để giải để làm cái gì? Hơn là mấy cô, mấy sư, mấy sư, mấy thầy, mấy cô không có bị dướng chưởng. Dướng chưởng là như thế nào đây? Cái nhà nói đúng không? Không biết nói đúng không cả nhà? Mai là mấy cô sư thầy chưa dướng chưởng. Hội ngộ, có nhiều hội ngộ được. Có nhiều người người ta hội ngộ. Có nhiều người người ta biết được là cái cô này giả tạo. Giả tạo rồi. Thấy không? Cái người thành căn, cái người mà cái gì đi nữa, người ta không có xưng hô xưng hào mà ta để mà lên YouTube YouTuber, cái người mà tu thật mà tu tập rồi. Tu cái gì mà đi Vũng Tàu, đi này đi nọ, ngủ khách sạn xài iPhone 14, iPhone 15, tu cái kiểu gì kỳ cục vậy, giả tạo đằng lấy tiền chúng sanh. Hội ngộ không được, ăn cái kiểu này không được, ăn kiểu khác, ăn cái kiểu bà nội nó nội không ra luôn, ăn cái kiểu á bà nội nó nội không ra, ăn cái kiểu mà tiền của mạnh thường quân làm không, thơ mạnh thường quân dướng bẫy, bây giờ nó lên nó nói á, nó đâu có xin xỏ ai đâu, tại vì mạnh thường quân cung phụng cho nó mà, chứ nó đâu cần xin xỏ, thấy không? Trong này á lỗi được một cái thằng nhiều lắm, cái con kia thì lỗi mặt 10 1, còn cái thằng YouTube thì lỗi tới 100 cái ngàn trong đó, làm những cái chuyện đàng hoàng không làm, cấu kết là những cái chuyện tào lao mía lao. Bữa nay nó đưa cái con thị ven này ra, nó làm nhân vật rồi đó, nó làm nhân vật kiếm ăn rồi đó, ai làm gì nó đưa cái câu chuyện của con thị ven này ra, nó hốt biết bao nhiêu tiền của mạnh thường quân. Bây giờ nó nói nhân vật này nhân vật kia, ai làm gì nó. Sống thì phải có cái lương tâm một chút, sống thì có cái đạo lý con người một chút. Sống mà không có cái đạo lý con người, không có cái lương tâm. Nhiều người cho là phải thông cảm. Thông cảm cái đầu tôi bay cái thông cảm. Các chị các anh nói, các anh các chị không ngượng miệng à, nó gạt tiền của mọi người, các anh các chị còn nói để thông cảm. Mà sống không có hai mặt, sống có hai mặt nhưng mà phải mặt nào cho đúng cái mặt nào, cái đó có làm điều đúng hay có làm điều sai, cái mặt trái hay mặt phải nữa, chứ không phải là mình muốn làm cái gì mình làm trên cái mạng xã hội này hay mình muốn lừa gạt mọi người, mình làm vậy á mình có được có cái tâm mình có thoải mái không, hay cái tâm bị cắn đứt. Mình làm mà cái lương tâm mình nó không cắn đứt thì mình nên làm. Mình làm cái tâm mình nó cắn đứt thì đừng có làm. Ăn một phải chảo có ngàn lần, có trăm cả ngàn lần đó. Sự, không? Đào một phải chảo đến trăm cả ngàn lần. Chứ anh chị đừng có nghĩ là anh chị làm tất cả làm những cái điều đó mà đúng đâu nha. Có nhiều người người ta nói đúng, có nhiều người người ta nói rất là đúng,
không có ai nói sai cái điều này ra, cái điều này mà cái phản biện mà sai. Nhưng anh chị đừng có nghĩ là người ta phản biện sai nha, là anh chị lầm vậy đó. Chúng ta nói đây á, để cho mọi người phải tỉnh giấc lại. Tự u muội nó đừng có để cho đầm u muội qua miệng qua mà mọi người bị ma quỷ nó kéo nó làm cho mình. Để mà hả? Lấy cái đồng tiền của Mạnh Thường Quân. Đúng không? Mọi người trên tàu nhiều người không hiểu, tôi ôm để cho cái những cái một cái đứa nít chưa nghĩ mũi sạch để nó xỏ mũi cho chúng ta, để nó lấy đồng tiền chúng ta, nó ăn nó xài, nó không phí. Nó có con có cái nó không biết lo, nó đem con đem cái nó gửi phát trong chùa để nó xả cái khăn này, nó để nó xả một mình, nó để nó đi dâm dục. Con nó còn nhỏ đâu, con phải con lớn đâu. Hôm nay cả nhà thấy không, rất là lạnh. Con nó còn nhỏ, nó mà người một người á, một người biết mà có tình có nghĩa có ấy á, nó đâu có đem con nó bỏ trong chùa để làm cái gì, để nó thả cái khăn đó rồi nó đi dâm dục tà dâm, thấy không? Không biết là nó phá thai bao nhiêu lần nữa, thấy không? Rồi cái quả báo nó đổ trên người nó nữa, chưa nói là tới nó phá thai phá vọng này kia bao nhiêu lần nữa. Mới có 26 tuổi đời thôi mà làm những cái chuyện á trái đạo Phật, trái lương tâm, trái đạo đức, trái cái đạo lý trên người, trên cõi đời này hết. Nó phục gì á, không phải đặt rồi. Không có cơ ai mà hành căn hay mà gì nó hết. Để nó làm vậy cho mọi người thương hại nó. Đúng là sự thật. Tưởng là hả, sự thật. Không biển nó sự thật nha. Kinh kệ hay là một cái gì bây giờ á, cả nhà muốn mà nghe pháp, nghe kinh là muốn cái này kia, thiếu gì trên mạng internet, nhiều người nhà, nhiều các sư các thầy giải cho internet, người ta nói nó học rồi, nó nghe kinh nghe kệ thì nó thuộc thôi, tại vì nó thường gửi con nó vô chùa rồi nó này kia này nọ thì nó nghe kinh, thấy không? Có nhiều cái đó, không có nó còn dựng cho có nữa, rồi nó quỳ nó lại người ta, nó gửi con nó trong chùa mà nó không thu cách cho con nó cái gì hết, nó còn dán đi nói với lên cộng đồng mạng, nó nói nè, mỗi lần nó vô thăm con á, nó gửi vô chùa 2 triệu, mà sự thật là không có. Rồi cuối cùng thì sư cô nói nó gì, nó quỳ nó lại người ta. Ở nhà thấy như thế nào? Ở nhà thấy những cái người ta còn khổ không? Mưa gió người ta ngủ ngoài đường đó cả nhà đó. Hai cái chàng đang đẩy chiếc xe đẩy đó, chở một chiếc xe đồ đó cũng xa lầy xa bạ đó, hút xích này kia này nọ đó, bây giờ phải ăn ngủ ngoài đường, không có chỗ ăn chỗ ngủ, trời lạnh giờ đời chung với mấy cái kẹt với cái góc ngủ đó. Thấy không? Mình khổ mình làm sao cho mọi người thương mình làm sao cho chúng sanh thương mình làm sao cho tất cả mọi người thương mình, giúp đỡ mình, chứ mình đừng có đem cái những cái điều mà trái cái đạo lý, trái cái lương tâm mình ra để mình lợi dụng cái đó để mình kiếm tiền, mình kiếm một cái cách đó để người ta có thể cung kính mình, người ta phò phượng mình, người ta cung thịnh, quá tội lỗi. Có nhiều ông cụ bà cụ, có nhiều ông già bà già quỳ lại nó nữa, đúng không? Cha mẹ người ta, ông cụ bà cụ người ta chưa lại mà ta đi lại nó, cái nhà thấy người ta chấp tay trong này nọ với nó, cái nhà thấy như thế nào? Một
cái đạo diễn á, một cái con người đạo diễn á, diễn rất là hay, rất là công tính, rất là hay nha cả nhà. Chỉ con nhỏ này là những cái tội lỗi rất là hay, mang cái nghiệp, để cái con này mang nghiệp, để cái con nhỏ này mang nghiệp. Con này mang nghiệp chứ tụi nó đâu mang nghiệp đâu. Tại vì tụi nó đứng sau một cái góc, cái cạnh mái, tụi nó đứng một cái góc đất xuyên trường để tụi nó làm một cái kịch bản cho con này diễn, như nó nghĩ là nó không có dính dấp tới, nhưng mà nó dính dấp trong đó hết. Tại vì cái con này là cũng một cái nhân vật để nuôi mấy cái thằng đi quay nó để kiếm tiền, để có cái đồng tiền ăn. Một cái nhân vật rất là quan trọng đối với mấy thằng YouTuber, mấy thằng YouTuber bản á. Có nhiều người tốt rồi, không miễn không dám nói, không miễn nói sự thật, tốt thì nhiều. Những người tốt á thì người ta làm những cái chuyện đồng hoàng, người ta không bị tai tiếng, người ta không bị này kia. Còn những cái loại như YouTuber, những cái loại mà lợi dụng để mà cua luôn cái nhân vật đó luôn. Cái nhà thấy như thế nào? Một cái thằng YouTuber làm đạo diễn, làm việc biên kịch, rồi cua luôn cũng có nhân vật, cái nhân vật để mình để làm công cụ để mà quay phim. Cả nhà thấy như thế nào? Bây giờ lên phân tích chuyện này, phân tích chuyện kia, phân ông nội bà nội nói, còn nó còn không nghe, chứ đừng nói phân nó. Thôi thì xuống biển để ngưng clip ở đây, có gì sơ sót thì phải già bỏ qua cho xuống biển nha. Thì xuống biển nói cái gì có sơ chứ nào thì cũng về cả nhà cũng bỏ xa tới xuống biển. Bây giờ xuống biển xin tạm biệt clip ở đây, hẹn lại cả nhà tiếp sau. Và chúng biển sẽ quay những cái tình trạng của chúng biển, sẽ cập nhật những cái tin tức, những cái đời sống của cái cô này, rồi chúng biển sẽ cho giải thích cho cả nhà theo nữa nha. Chúng ta cùng chia sẻ, cùng hoàn đạo theo những cái lời nói của cái cô, những cái hành động của cô này, để mà mình coi những cái ấy nha. Thì bây giờ thì chúng biển sẽ hôm nay cái khu